Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh Audio Hải Ngoại chuyên mục Tâm sự Thầm Kín. Và đến với Tâm sự Thầm Kín của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một cái tâm thư của chắc là con dâu gửi cho mẹ chồng, vì bức thư có tên là Tâm thư gửi mẹ chồng. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nhé. Mình hay nghe mục tâm sự này, mình thấy có những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu mà buồn đến rơi cả nước mắt. Thế nên hôm nay mình cũng muốn mang một chút riêng tư của gia đình mình chia sẻ cùng với cả nhà, nhất là chuyện về mẹ chồng mình, để mọi người thay đổi không khí. Ngày mới yêu, hai đứa mình cứ điện thoại nhắn tin qua lại. Anh ít về nhà ăn cơm hẳn. Rồi mẹ phát hiện con trai mẹ có người yêu. Thế là yêu được 2 tuần, anh đưa mình về ra mắt mẹ. Thấy mình, cô em gái anh thủ thỉ với mẹ rằng: "Bé ơi, chị mặc quần vải và áo sơ mi trông quê quá." Tại vì em chồng thì ngược lại, em ấy hay mặc áo 2 dây, quần ngắn. Hôm ấy cả nhà quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Sau khi mà mình ra về, anh nhà mình lúc ấy bất chợt hỏi mẹ: "Bạn gái con thế nào?" Mẹ gật đầu và bảo rằng mình không xinh không trắng, nhà hơi xa. Lúc đó là mình ở Ninh Bình, còn anh thì ở Hà Nội. Nhưng mà nhanh nhẹn chịu khó, những lời nhận xét đó của mẹ được anh nói lại từng từ với mình. Thế là mình cũng yên tâm. Thời gian cứ thế trôi đi, 6 năm yêu nhau. Cuối cùng, cứ cuối tuần mẹ lại gọi cho mình, chỉ để hỏi rằng tuần này con có về nhà ăn cơm không. Nếu mình bận thì hẹn mẹ tuần sau về, nhưng nếu được nghỉ, anh sẽ đến đón mình về nhà. Khi ấy hai mẹ con đi mua đồ ăn rồi làm cơm thật vui và ấm cúng. Mình xa nhà lên Hà Nội học, lại thiếu thốn tình cảm, nên càng trân trọng những giây phút đó bên mẹ. Mẹ biết mình thích ăn bưởi, ăn củ đậu, nên những hôm mình về mẹ cứ mua đầy trong tủ lạnh. Ăn cơm xong mình lại ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, tâm sự về công việc, chuyện học tập và cuộc sống của mình. Mình buồn cười nhất là khi đang thao thao kể chuyện thì mẹ lại gật gù, ngủ. Mình thương mẹ, nhưng chẳng biết làm thế nào, nên cứ để mẹ gục vào đùi mình ngủ. Rồi có lúc mẹ giật mình tỉnh giấc, để lẩm bẩm mẹ buồn ngủ quá và lại thiếp đi. Mình đúng là vô tâm quá. Lần nào về nhà mẹ, mình cũng quên không mang quần áo ngủ. Mỗi khi mình rửa bát buổi tối xong, đã thấy mẹ chuẩn bị quần áo của mẹ cho mình tắm. Rồi có hôm mẹ tắm cùng, lúc đó mình cũng thấy ngại rồi dần lại quen. Ngày đầu tiên mặc quần áo rộng thùng thình của mẹ, mỗi lần mặc là chồng con lại trêu rằng: "Em giống mẹ quá, nhưng đừng giống cái tính ghê gớm của mẹ nhé." Lần đầu ngủ lại nhà bạn trai, mặc dù ngủ cùng cô em gái nhưng mà mình đã cả đêm không ngủ được. Mình không biết mẹ có coi thường mình không. Tại sao anh lại say rượu lúc ấy chứ? Tại sao mẹ lại không yên tâm để mình về một mình? Mình với em gái chồng nói chuyện đến 2-3 giờ sáng mới thiếp đi. 10 giờ sáng hôm sau mẹ lên gọi mình dậy. Mình chỉ ngồi lên và ngáp. Mẹ nhìn và bảo rằng: "Tại gì dầm cả đêm mà." Chỉ kịp nghe câu nói đó của mẹ, mình lại trùm chăn và ôm em và ngủ tiếp. Và rồi mẹ đi mua đồ ăn một mình, nấu nướng một mình. Tỉnh giấc, mình mùi thấy mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi. Quần áo mẹ đã giặt, nhà cửa đã gọn gàng. Biết lỗi, mình cười hì hì, rồi lăng xăng dọn cơm và gọt hoa quả tráng miệng. Yêu anh đến năm thứ 6, anh trai của anh có người yêu. Mình lúc ấy đã ích kỷ nghĩ rằng mẹ chuẩn bị có chị dâu, tình cảm của mẹ dành cho mình sẽ bị san sẻ phần nào. Mẹ sẽ không lo lắng quan tâm cho mình như trước nữa. Mình thực sự đã nhỏ nhen khi nghĩ như thế. Nhưng không, mẹ cứ vẫn yêu thương mình như vậy. Chỉ là mẹ mở rộng vòng tay để đón thêm chị dâu của mình sau này. Hai chị em mình rất hợp nhau. Cả hai đều thích vào bếp nấu nướng. Nhìn bố mẹ tấm tắc khen ngon, hai chị em mình vui lắm. Ăn trưa xong hai chị em lại bàn xem tối nay ăn món gì. Và cứ từ đó, cuối tuần không chỉ có mình về nhà, mà còn có cả chị dâu nữa. Lần đầu tiên khi biết hai con dâu của mẹ chỉ là những cô gái ở quê, hàng xóm nhà mình hay để ý lắm. Họ còn nói với mẹ mình rằng là có hai đứa con đẹp trai, có tài như thế, thủ đô thiếu gì con gái mà yêu tận khách quê. Hay là con trai bà bị bỏ mùa mê thuốc lú gì rồi.
Nhưng với cái cách sống chân thật của chị em mình, dần dần rồi bà con lối phố ai cũng khen mẹ có hai cô người yêu của hai ông con trai vừa ngoan hiền. Thỉnh thoảng hai chị em mình lại làm bánh ngô, bánh khoai, những món dân dã quê chúng mình hay ăn, rồi biếu các bà, các bác, anh chị em hàng xóm. Và chúng mình lại còn có cả thêm tình yêu thương của hàng xóm nữa. Mình nhớ những ngày bị ốm, mẹ luôn bắt anh nhà mình đưa về để mẹ tiện chăm sóc. Mẹ bón cho mình những thìa cháo, rồi mẹ cùng bác và tím lột hết quần áo của mình ra để đánh cảm toàn thân. Mẹ đánh gió và truyền cho mình thêm sức mạnh để nhanh khỏi bệnh. Trong lòng mình dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, thật hạnh phúc đến nhường nào. Mình không những yêu anh, còn yêu bố mẹ, yêu các em nhà chồng tương lai của mình. Mẹ đã tâm sự với mình rằng coi mình như là con gái, chưa bao giờ coi mình là bạn gái của con trai mình hay là con dâu của mẹ. Có lẽ vì thế mà mình tha hồ làm đúng mẹ. Mỗi lần em chồng đòi mua quần áo, mẹ cũng cho mình một bộ. Nhưng đưa em đi mua, mình lại không ngắm đồ cho mình mà lại thích mua cho mẹ. Biết mẹ thích chăm chút bàn thờ tổ tiên, nên lần nào mình về cũng mang một bó hoa thật to rồi tỉ mỉ cắm cùng với mẹ. Mẹ ngồi ngắm bàn thờ mãi không thôi. Mẹ thương mình vì tuổi thơ không ngọt ngào, không hạnh phúc, trọn vẹn như bao nhiêu đứa trẻ khác. Mẹ thương mình vất vả đi làm thêm để còn có tiền đi học. Thương mình nên mẹ bảo chồng mình đưa mình về nhà ở để không mất tiền thuê trọ. Nhưng mà mẹ cũng biết vì sao mà mình từ chối. Bởi thế mẹ đưa mình sang nhà cô, tức là em bố chồng, và dành riêng cho mình một phòng để khi ốm đau thì còn có cô chăm sóc. Ở nhà cô mình có thêm tình yêu của mọi người nữa. Thời gian trôi đi, 6 năm mẹ thấy hai đứa mình không ý kiến gì đến chuyện kết hôn, trong khi mẹ đã xây cho chúng mình cái nhà cách nhà mẹ chỉ có 20 mét. Từ khi chúng mình yêu nhau được 2 năm, mẹ sốt ruột vì hai đứa đã có công ăn việc làm ổn định mà vẫn chưa thưa chuyện trọng đại. Chồng mình thì mở công ty riêng được 5 năm, hai đứa bằng tuổi nhau nên mẹ sợ mình hết tuổi xuân. Rồi mẹ gọi cho mẹ của mình, hai mẹ đã thăm dò xem ý của chúng mình rồi nên quyết cưới, mặc dù chúng mình bảo 2 năm nữa cho chứng chàng thêm, đến năm mình 27 tuổi. Hai mẹ coi mình là chuẩn bị cho ngôi nhà mới của chúng mình, cũng như những đồ dùng cần thiết. Mẹ cứ mất mài mồ hôi giúp mình ghi thiệp cưới. Còn anh chị em trong nhà mỗi người một việc để chuẩn bị cho ngày trọng đại của hai đứa. Mình làm dâu của mẹ, hạnh phúc rạng ngời vì mình và mẹ ôm nhau khóc trước hồi hôn. Khi mọi người đang ăn bữa tối, mình mệt quá và vào phòng mẹ ngủ tiếp đi. Chồng mình đi tìm, cả nhà tìm cứ loạn cả lên. Mình xin lỗi vì đã làm cho cả nhà lo lắng, nhưng mình ở ngay trong nhà mình mà, tại mình mệt quá thôi. Ở cùng mẹ 1 tháng rồi chúng mình dọn về nhà riêng. Ngày nào hai mẹ con cũng chuyện trò với nhau. Mẹ ốm nhưng lại không muốn mình lo lắng nên nói dối. Nhưng khi bước vào nhà, mình đã ngửi thấy mùi thuốc bắc. Mẹ biết mình đã xót ra thế nào không? Cả hai bố mẹ đều bị thoái hóa cột sống, tay chân tê mỏi và đau đầu. Đó là hậu quả của những ngày cơ cực nuôi nấng chồng. Mình đã nói rằng sẽ sang nhà nấu cơm và quét dọn cho bố mẹ. Và cứ thế, mình nghiên cứu những bữa ăn phù hợp với bệnh của bố mẹ. Mình mới làm được 23 ngày, mẹ thấy mình vất vả đi làm về để lau dọn cơm nước cả hai nhà, nên mẹ nói dối mình bảo là bố mẹ khỏi rồi. Lúc bố mẹ còn sống, chúng mình mới có cơ hội để báo hiếu. Năm nay bố cũng 55 tuổi và mẹ đã 51. Chúng mình muốn bố mẹ sống khỏe mạnh, chỉ như thế thì mình mới yên tâm công tác. Mình luôn tự hào về bố mẹ chồng. Mình luôn mở lòng tâm sự với mẹ về bất cứ điều gì. Mình sẽ luôn là con ngoan của mẹ, là chị tốt của các em. Giờ mình có thêm chị dâu rồi, hai chị em rất hiểu nhau. Mỗi cuối tuần chúng mình lại sang bên mẹ cùng vào bếp nấu những món ăn lạ để cả nhà thưởng thức. Mình đã học lớp nấu ăn và sẽ nấu những món ăn đã học được dành tặng cho cả nhà. Mình đã lớn và trưởng thành nhiều. Hôm mình đi lên hoan cũng uống một chút rượu. Về nhà mình lại ôm mẹ và hà hơi rượu vào mẹ. Chẳng biết sao mình lại học cái tính xấu ấy của chồng mình nữa. Mình biết mẹ sợ mùi rượu mà. Lần sau mình sẽ không như thế nữa đâu. Hiện tại dù chúng mình đã có gia đình riêng, nhưng mẹ thì vẫn luôn quan tâm chăm sóc con cái.
Buổi sáng anh chị và vợ chồng mình đi làm hết. Mẹ nhà dọn dẹp nhà anh cả rồi lại sang nhà mình. Đến bữa tối thì chúng mình về muộn. Mẹ sang nấu cơm bên nhà anh cả rồi sang nhà mình nấu. Mẹ còn cẩn thận gọi điện hỏi chúng mình muốn món kho hay luộc và nấu canh hay xào. Từng cái quần áo được mẹ giặt sạch sẽ, chúng mình chỉ việc mang vào tủ. Khi mình mang thai, mẹ đã thức khuya dậy sớm, ninh từng cái chân giò, chim bồ câu, những món ăn an thai bồi dưỡng cho mình. Mẹ ngồi chờ mình ăn xong rồi mới đi. Vì mẹ biết không có mẹ thì mình giấu đi và bỏ bữa. Mình biết công sức của mẹ khi nấu cho mình ăn. Nhưng mình ăn nhiều nên thấy sợ và hoàn toàn bắt chồng ăn hộ. Mình giao hẹn với anh cấm được nói với mẹ, nếu không mình sẽ giận anh. Thế mà chồng mình tăng cân trông thấy. Mẹ đừng giận khi biết điều này mẹ nhé. Mình nhớ mọi lời dặn của mẹ, mình sẽ không bao giờ quên. Mình đã học mẹ từng tí một từ việc gia đình, rồi cách mẹ dạy mình chuẩn bị cỗ Tết. Mỗi bữa cơm, vợ chồng mình thường nói chuyện về mẹ. Nào là hôm nay hai mẹ con nói chuyện gì, ăn gì. Mình học tập ở mẹ mình việc này việc kia. Chứ bây giờ mình thấy buồn về mẹ cả. Viết đến đây mình là khóc rồi. Mình đang khóc vì hạnh phúc được làm con dâu của nhà bố mẹ chồng mình đây. Các vị thân mến, sau rất nhiều những cái câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu định kiến từ xưa đến nay, thì hôm nay chúng ta lại thấy được một cái cú lội ngược dòng. Không hiếm những sự xích mích trong gia đình, nhất là điển hình với mẹ chồng nàng dâu thì nó là một cái từ xưa đến nay rồi. Nhưng mà ở câu chuyện ngày hôm nay thì quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy là cô ấy tôn trọng và cô yêu quý cái người mẹ chồng của mình như thế nào. Cô ấy coi bà đúng như là mẹ đẻ. Khi mà bà quá tốt với cô, quá thương yêu và chăm sóc, và coi thực sự là coi như là con gái chứ không phải là con dâu. Và cái điều này thì với cái xã hội bây giờ thì ông Nhung nghĩ là chúng ta nên học tập và phát huy. Bởi vì khi mà các bà mẹ yêu quý cái người con dâu của mình thì cái người con dâu đó sẽ yêu quý lại, cho đi để nhận lại mà. Và chúng ta đừng có tỏ ra quá khắt khe, nó sẽ rất là khó sống trong gia đình với nhau. Người ta có một cái câu đó là con gái là con người ta, còn con dâu thì mới thực là mẹ cha mua về. Câu này Hồng Nhung thấy rất đúng. Khi mà con gái thì thực sự là các bà cũng thương yêu, nhưng mà khi mà là con dâu của nhà người ta thì vì theo cái nếp của nhà chồng và sẽ một năm thì về thăm mẹ có vài ba lần thôi. Nhưng mà cái người con dâu mới là cái người sát sao, chăm sóc, quan tâm nhà cửa, lo lắng cho gia đình, nhà chồng nhiều hơn. Và thực sự cái người con gái đi lấy chồng là rất vất vả, rất khổ. Cho nên là các bà mẹ, chồng yêu thương được đến đâu thì yêu thương, trân trọng được đến đâu thì trân trọng, cho đi để nhận lại. Hồng Nhung chỉ muốn nói như vậy thôi. Cảm ơn cô đã gửi thư về chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đây cũng là một cái trường hợp điển hình để cho quý vị có một cái cách nhìn khác về cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong đời sống bây giờ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo. Và quý vị đừng quên và đừng ngần ngại, hãy gửi những dòng tâm sự của mình về địa chỉ trên fanpage của Audio Hải Ngoại. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và gửi những câu chuyện của quý vị đến cho các quý vị khán thính giả khác nghe nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.